Trong những cảnh mở đầu, chúng ta thấy một ngôi nhà đang bốc cháy cũng như một ngôi nhà khác nơi rõ ràng một điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra. Sau đó, các sự kiện đưa chúng ta trở lại một thời gian. Louis, Rachel cùng các con Ellie và Gage chuyển từ Boston đến một thị trấn yên tĩnh để bắt đầu cuộc sống mới. Họ được đi cùng với con mèo yêu quý của họ tên là Chớt. Ngôi nhà lớn mới của họ ở bên ngoài thành phố, cạnh khu rừng và cạnh đó là một con đường có xe tải chạy qua. Trong đêm đầu tiên ở trong nhà, Rachel và Louis tràn đầy nhiệt huyết vì họ đã mơ về một cuộc sống yên tĩnh từ lâu. Louis làm việc như một bác sĩ trong phòng chăm sóc đặc biệt và ngày đầu tiên của anh ấy tại công việc mới sắp bắt đầu. Rachel, trong khi đó, đang giải nén. Một số nhà huyền bí đeo mặt nạ rùng rợn đi ngang qua ngôi nhà, dường như đang chuẩn bị cho nghi lễ. Ellie lẻn trốn khỏi nhà. Rachel đang nói chuyện điện thoại với mẹ vào thời điểm đó. Trong hộp cô tìm thấy một bức ảnh của chị gái cô, Zelda, người đã qua đời từ lâu. Rachel nhanh chóng nhận ra rằng con gái mình đã mất tích. Ellie đang kiểm tra khu vực vào thời điểm đó và tình cờ gặp một nghĩa trang vật nuôi. Một hàng rào cành cao ngăn cách nó với phần còn lại của khu rừng. Ellie quyết định trèo lên, nhưng một con ong đã đốt cô và một người đàn ông lớn tuổi gọi cô khiến cô sợ hãi. Ellie ngã xuống và người đàn ông kiểm tra vết thương. Hóa ra anh ta tên là Zat và sống ở căn nhà bên cạnh. Zat nói rằng người dân địa phương chôn vật nuôi của họ ở đây. Đây là nơi chú chó yêu quý của anh ấy nằm. Rachel đến, người đang rất lo lắng cho con gái mình. Cô gặp Zat và đưa Ellie về nhà. Trước khi đi ngủ, Ellie hỏi cha tại sao vật nuôi sống ít hơn con người. Louis nói với cô ấy rằng sự trao đổi chất của chúng khác nhau và chúng già đi nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Rachel nói với chồng về nghĩa trang sau nhà. Ông đảm bảo với con gái rằng điều đó là tự nhiên và không có gì phải sợ hãi. Trong khi Louis lý luận một cách hợp lý, Rachel nói về thiên đường và thế giới bên kia. Ellie hỏi mẹ tại sao chị gái Zelda của cô lại qua đời khi còn trẻ. Tâm trí Rachel quay cuồng với những ký ức đêm đen về thời thơ ấu của cô khi cô phải chăm sóc người em gái tật nguyền trong sự vắng mặt của cha mẹ cô. Tối hôm đó Rachel và chồng đã có một cuộc trò chuyện. Cô tin rằng còn quá sớm để nói chuyện với Ellie về cái chết nhưng Louis tin rằng cô không nên bị che chắn trước sự thật. Ngày hôm sau tại bệnh viện bắt đầu như thường lệ, không có dấu hiệu gì rắc rối. Nhưng rồi một điều khủng khiếp đã xảy ra. Một thanh niên tên Victor Paskov đã bị một chiếc ô tô đâm phải và đang trong tình trạng rất nghiêm trọng. Louis cố gắng hồi sức cho anh ta nhưng tim anh ta ngừng đập. Khi Louis đang ở một mình trong phòng và đèn đang sáng, Victor Paskov bất ngờ đứng dậy và gọi tên Louis, cảnh báo anh ta không được vượt biên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay sau khi y tá bước vào, Paskov đang nằm trên một chiếc guani. Louis rất lo lắng về cái chết của một bệnh nhân và tự hỏi làm thế nào anh ta biết tên của mình. Vào buổi tối, anh ấy chia sẻ những gì đã xảy ra với vợ mình và cô ấy ủng hộ. Ellie quyết định đến thăm Zat và mang bánh quy cho anh ta. Tại nhà anh, cô nhìn thấy những tấm hình cưới cũ và một khẩu súng. Zat nói về người vợ yêu quý của mình, Norma, người không còn sống. Gia đình Chris mời Zat đi ăn tối. Ellie cho mọi người xem vở ba lê của mình và Zat nói với họ rằng cùng với ngôi nhà, họ sở hữu 50 mẫu rừng, bao gồm cả một nghĩa trang. Ban đêm Louis không ngủ được. Victor Paskov hiện ra với anh ta và gọi anh ta đi cùng mình. Khi rời khỏi phòng, Louis thấy mình đang ở trong rừng. Bởi vì anh ấy đã cố gắng giúp Paskov để biết ơn Victor muốn giúp anh ta. Anh ta dẫn anh ta đến nghĩa trang, nơi mọi thứ đều bị bao phủ bởi sương mù và nhắc nhở anh ta rằng trong mọi trường hợp bạn không nên vượt biên giới bởi vì vùng đất này đã trở nên chua chát. Louis thức dậy vào sáng hôm sau và thấy bàn chân của mình dính đầy đất. Điều này làm anh kinh hoàng. Halloween đã đến, những đứa trẻ trong trang phục đã sẵn sàng để thu thập kẹo. Zat gọi Louis đến và chỉ cho anh ta thấy chết ở bên đường, người đã bị một chiếc xe hơi đâm. Louis không muốn con gái mình nhìn thấy nó. Zat khuyên anh ta quay lại với lũ trẻ, đến tối hai người sẽ chôn cất chết cùng nhau. Louis kể cho Rachel nghe về mọi chuyện và bắt đầu nghĩ cách nói với Ellie về điều đó. Nhưng Rachel kiên quyết chống lại điều đó. Cô nhớ lại người chị gái Zelda của mình, người đã phải nằm liệt giường vì bệnh cột sống. Zelda ghét Rachel, người không có vấn đề gì với sức khỏe của cô. Một ngày nọ, bố mẹ cô để cô một mình để chăm sóc em gái và bảo cô mang bữa tối đến. Vì Rachel rất sợ Zelda nên cô quyết định sử dụng thang máy trong nhà bếp trái với quy tắc. Và Zelda ngã xuống, cô nhìn thấy cơ thể của mình bị bắt đi nhưng nó như thể linh hồn của cô vẫn ở trong nhà. Rachel vẫn tự trách bản thân về những gì đã xảy ra nhưng Louis tin rằng cha mẹ cô không nên để cô một mình với người chị bị bệnh nặng. Anh ta đồng ý nói với Ellie rằng Chớt đã trốn thoát, như đã thỏa thuận rút và Louis đi vào rừng vào ban đêm. Họ đi đến nghĩa trang vật nuôi nhưng sau khi nhớ Ellie yêu Chớt nhiều như thế nào, dắt dẫn Louis đi tiếp. Họ đã đi đến một nơi nào đó sâu trong rừng, Louis không hiểu gì cả. Mọi thứ đều bị bao phủ trong sương mù, những âm thanh kỳ quái vang lên. Con mèo được chôn trên một con dốc đã đặt một ngôi mộ bằng đá. Zat không bao giờ giải thích cho Louis lý do tại sao họ đã đi xa như vậy. Louis về nhà rất muộn và vào buổi sáng anh và Rachel bắt đầu giải thích với con gái rằng thật không may Chớt đã bỏ trốn. Nhưng Ellie nói rằng anh ấy đã ở đây. Sau đó, Louis chú ý đến những vết bẩn và tìm thấy Chớt trong tủ quần áo. Con mèo rít lên và gầm gừ với anh. Rachel và Louis bối rối. Tất nhiên, Louis yêu cầu Zat một lời giải thích và anh ta nói rằng không ai biết chính xác điều gì đang xảy ra trên con dốc đó. Louis tìm kiếm thông tin trên Internet tình cờ phát hiện ra những sự thật kỳ lạ. Ông phát hiện ra rằng các bộ lạc cổ đại từng sinh sống trên những vùng đất này.
Ellie bận rộn chải lông cho chất vì con mèo có mùi rất khó chịu. Có lúc anh ta còn rít lên và cáo cấu bà chủ thậm tệ. Louise chữa lành vết thương cho con gái mình. Cô chia sẻ với bố rằng cô rất nhớ Boston. Khi họ chuẩn bị đi ngủ, Rachel và Louis đi đến kết luận rằng chất đã thay đổi kể từ sau vụ tai nạn. Nhưng họ đã bị gián đoạn bởi một con mèo mang theo một con chim. Con mèo rất hung dữ. Louis đuổi theo anh ta vào tầng hầm nhưng cuối cùng lại ở trong rừng và nghe thấy giọng của Pasco nói rằng một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra với Louis vì đã vi phạm lời cảnh báo của anh ta. Rất nhanh, Louis trở về thực tại. Trong thời gian này, Rachel có ảo giác liên quan đến thang máy nhà bếp và Zelda. Cô ấy nói với chồng rằng cô ấy rất sợ hãi ở đây. Khi Louis đang xem các bức vẽ của trẻ em, anh bắt gặp một bức vẽ nguệch ngoạc của Gates, người dường như đang cố gắng vẽ chân dung Victor Pasco. Nghe thấy tiếng con khóc, Louis chạy về phòng và thấy Chất đang ngồi đè lên đứa bé trong nôi. Con mèo rất hung dữ và chuẩn bị cắn anh ta. Chất kể cho Louis nghe về Wendigo, một huyền thoại mà người da đỏ đã truyền từ đời này sang đời khác. Họ tin rằng cái ác sống trong rừng, rằng đất chua. Tại một thời điểm, các bộ lạc rời bỏ đất đai của họ và xả rác trên đường mòn, hy vọng cảnh báo những người khác. Có một thứ gì đó trong khu rừng mang những người chết trở lại, nhưng họ trở nên khác biệt. Louis nói với Chất về việc Chất suýt cắn Gates. Nói chung, Chất rất tiếc vì đã nói với Louis về con dốc đó. Một khi bạn biết sức mạnh của những nơi này, sau đó bạn chắc chắn sẽ tìm thấy lý do để trở lại đó. Một quyết định khó khăn đã phải được thực hiện, cho Chất một loại thuốc gây chết người. Tuy nhiên, Louis không thể làm điều này và mang con mèo đi khỏi nhà, vào rừng, nơi anh ta đã bỏ nó lại. Đó là sinh nhật của Ellie. Gia đình đã tổ chức một bữa tiệc nhưng cô gái sinh nhật đã rất buồn vì Chất đã mất tích. Cha cô đã tặng cô một con mèo đồ chơi và cố gắng cổ vũ cô. Trong trò chơi, Ellie nhìn thấy Chất đang đi trên đường về phía nhà của họ. Cô ấy chạy đến con mèo, cả Gates nữa. Họ không nhận thấy chiếc xe tải đang tiến về phía họ. Nhìn thấy những đứa trẻ trên đường, Louis lao đến đó và tìm cách chặn lại Gates. Chiếc xe tải dừng lại, cơ thể nó tách ra khỏi xe đầu kéo và đâm vào Ellie. Các bậc cha mẹ đã bị sốc. Một đám tang ngay sau đó đã được tổ chức. Ngay sau đó Chất đã nhận ra Louis đang định làm gì. Vào buổi tối, Louis đưa Gates đi ngủ. Cha mẹ đau buồn nhận ra rằng họ không thể ở đây. Rachel quyết định đến thăm cha mẹ cô ở Boston với Gates. Louis hứa sẽ tham gia cùng họ trong vài ngày tới khi anh hoàn thành công việc của mình tại phòng khám. Anh ấy ở nhà một mình và đã hạ quyết tâm. Điều đầu tiên anh ta làm là đến gặp Chất và bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của anh ta. Chất bắt đầu nói với Louis thậm chí đừng nghĩ đến việc làm điều đó, bởi vì khi Ellie trở lại, mọi chuyện sẽ không như cũ. Nhưng ngay sau đó Chất chìm vào giấc ngủ, rồi Louis, sau khi gọi cho người vợ không nghi ngờ của mình, đi đến nghĩa trang, đào chiếc quan tài và lấy xác của Ellie. Trong khi đó, Rachel tiếp tục bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng thức giấc và Louis đã cõng Ellie lên dốc. Anh ta nhìn thấy hồn ma của Pascal yêu cầu anh ta dừng lại. Ghét bé nhỏ cũng nhìn thấy Pascal. Không muốn lùi bước, Louis đã làm những gì anh phải làm. Sau đó, anh trở về nhà và chuẩn bị mọi thứ để Ellie trở về. Anh tỉnh dậy vì có tiếng động và khi bước ra ngoài hiên, anh thấy những dấu chân đất dẫn đến tầng hầm. Ở đó anh ta tìm thấy chiếc mặt nạ nghi lễ. Đúng lúc đó Ellie, người bị bao phủ bởi trái đất đi tới phía sau anh ta. Không tin vào mắt mình, Louis bắt đầu khóc vì hạnh phúc và ôm chầm lấy con gái. Việc đầu tiên anh làm là tắm cho cô trong bồn và chải tóc cho cô. Chiếc lược đã bám vào những vết khâu trên đầu cô. Bản thân Ellie đang cư xử rất kỳ lạ. Louis bắt đầu đặt cô lên giường. Ellie nói rằng cô ấy nhớ những gì đã xảy ra trong ngày. Và cô ấy nhận ra rằng cô ấy đã qua đời sau đó. Hành vi của Ellie ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Cô hỏi cha cô rằng người mẹ có biết về cô không? Khi tỉnh dậy, Chất đã rất mất phương hướng. Louis tỉnh dậy và thấy con gái mình đang nhảy múa trong chiếc váy mà cô đã được chôn cất. Ellie phá hủy mọi thứ trên con đường của mình và cư xử khá hung hãn. Tại thời điểm này, Rachel cảm thấy có điều gì đó không ổn, đã lái xe về nhà. Cô ấy bị kẹt xe vì một vụ tai nạn. Vẫn không thấy chồng nói gì, Rachel gọi điện cho Chất để xem Louis có ổn không. Chất đến nhà anh ta, nhưng Louis không mời anh ta quá ngưỡng. Ngay lập tức mặt đất dưới móng tay đập vào mắt anh. Chất đã hiểu mọi chuyện. Không đạt được gì, Chất đột nhiên nhìn thấy Ellie trong cửa sổ trên tầng 2. Sợ hãi, anh ta chạy về nhà, khóa trái cửa và thủ sẵn súng. Nhưng Ellie vẫn lẻn vào được. Đầu tiên Chất nhìn thấy Chất và sau đó là Ellie trong chiếc mặt nạ. Cô đả kích anh ta, nhớ đến Norma, người đang thiêu rụi trong địa ngục vì hành động của chồng mình. Khi Ellie tháo mặt nạ ra, Chất nhìn thấy người vợ đã khuất của mình ở vị trí của cô ấy. Cả Ellie và Norma đều đổ lỗi cho anh ta vì tất cả mọi thứ, vì chính anh ta là người đã nói với Louis về nghĩa trang và do đó Ellie phải chịu đựng đau khổ. Ellie sau đó đã giết Chất. Trong khi đó, Louis nhận ra rằng con gái mình đã mất tích. Rachel và Gates trở về nhà một cách bất ngờ. Rachel ngay lập tức biết có điều gì đó không ổn. Louis cho biết anh chưa sẵn sàng để nói lời chia tay với con gái. Và đó là khi Ellie đến gặp họ, bị sốc Rachel không thể thốt nên lời. Louis nói với vợ về nghĩa trang, nơi làm sống lại những người không còn ở đó. Trong cơn hoảng loạn, Rachel nhốt mình và Gates trên tầng 2. Louis thuyết phục cô mở cửa và nói với cô rằng con gái của họ giờ đã được đoàn tụ với họ cũng như chết. Trong khi Louis tìm kiếm Ellie, anh nhận ra rằng có điều gì đó không ổn trong nhà của Ruth và đến đó. Đúng lúc đó, Ellie nhặt một con dao làm bếp. Rachel bị sốc, cô trở lại cơn ác mộng thời thơ ấu tồi tệ nhất của mình và thấy mình bị xích vào giường của Zelda.
và ngay sau đó con gái của bà lao vào bà, làm bà bị thương. Tại nhà Jack, Louis nhìn thấy chết và sau đó là thi thể của người hàng xóm. Rachel phá cửa sổ bằng một chiếc ghế, trao con trai mình cho Louis. Ellie tấn công mẹ cô một lần nữa và Louis để lại ghế trên xe. Bị bỏ lại một mình với Rachel, Ellie bắt đầu đổ lỗi cho cô về cái chết của Zelda. Louis nhanh chóng tìm thấy người vợ hấp hối của mình trên sàn nhà. Nhưng anh không có thời gian để giúp cô vì Ellie đã tấn công anh. Cô chuyển xác Rachel đến nghĩa trang. Khi Louis tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm là đảm bảo rằng ghế vẫn ổn và sau đó anh chạy đến nghĩa trang. Anh nghe giọng Ellie lặp lại rằng đó là lỗi của anh. Và ngay sau đó anh ta phải chiến đấu với con quái vật trong hình dạng con gái của mình. Louis chiến thắng và sẵn sàng đưa Ellie thoát khỏi cảnh khốn cùng, nhưng Rachel sống lại đã giết anh ta. Hai mẹ con kéo xác Louis lên cùng con dốc đó. Trong những bức ảnh cuối cùng, chúng ta thấy ngôi nhà của Jack chìm trong biển lửa. Và cậu bé ghét nhìn từ trong xe khi gia đình cậu, bao gồm cả chất trong vỏ bọc mới tiến về phía cậu.